riêng hôm nay chúng em muốn đưa lên để giới thiệu với anh chị cùng chiêm ngắm với tường gỗ độc đáo, đó là ba tác phẩm song mã chế tác trên ba chất liệu gỗ khác nhau. Và trước khi đi vào tác phẩm thì cho phép chúng em được giới thiệu lại cơ sở. Cơ sở của chúng em nằm ở làng Nghề Mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, với số hotline là số 0938410333. Đầu số hotline vô cùng là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nếu như anh chị có vấn đề gì thắc mắc quan tâm đến những tác phẩm bên em đưa lên giới thiệu với anh chị thì anh chị đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp qua số hotline của chúng em. Và cơ sở của chúng em nằm ở làng Nghề Mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương ạ. Và nếu như anh chị gần cơ sở bên em, kính mời anh chị qua cơ sở có thể tận mắt thưởng lãm, mắt thấy tay sờ tận mắt những tác phẩm được bên em đưa lên giới thiệu với anh chị trong những buổi video đây ạ. Và trong buổi video của hôm nay, người thợ bên chúng em vừa mới chế tác cũng như là hoàn thiện xong đưa lên giới thiệu với anh chị cùng chiêm ngắm, đó là ba tác phẩm song mã chế tác trên ba chất liệu gỗ khác nhau, đó là gỗ hương ta gia lai, gỗ mun sừng và gỗ cẩm. Và không để anh chị chờ đợi lâu nữa thì em xin phép di chuyển máy quay lại gần hơn để cho anh chị cùng thưởng lãm đây ạ. Vâng ạ, và tác phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến anh chị đây đó là một tác phẩm song mã chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta gia lai. Và như anh chị có thể thấy, chất lượng gỗ hương ta gia lai thì vô cùng là bền bỉ, sở hữu màu sắc sang trọng sáng, mang lại sự sang trọng cho gia chủ sở hữu. Khi anh chị trưng chơi những tác phẩm như này trong không gian gia đình nhà mình thì cực kỳ là bền bỉ cũng như là sở hữu những cái màu sắc rất là sáng, có thể phù hợp với những cái tông trang trí trong không gian gia đình nhà anh chị. Và tác phẩm với chiều cao là 85, chiều rộng là 746 và chiều sâu là 36. Kích thước bên em có tính cả kỷ, nếu như không tính kỷ tác phẩm này sẽ có chiều cao là 75 ạ. Và tác phẩm này bên em có mã là mã TCG913 và em đang giao lưu anh chị giá chỉ có 7.300.000 đồng. Em bao vận chuyển toàn quốc cũng như là tặng kèm anh chị một chiếc kỷ cam 10 phân đấy ạ. Và anh chị có thể nhìn ngắm hình ảnh của một cặp song mã đây. Song mã mang nguyên khí của sao kim, tượng trưng cho thịnh vượng, tài lộc, thăng tiến và hạnh phúc viên mãn. Hình ảnh của hai chú ngựa đang quấn quýt bên nhau, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương. Mà anh chị có thể nhìn thấy hình ảnh của những chú ngựa đây ạ. Ngựa là biểu tượng cho sự trung thành và tận tụy, đồng thời là biểu tượng cho tài lộc, thành công, là hình ảnh ngựa tung vó hí vang, biểu tượng cho sự kiêu hãnh, tự do và thanh khiết. Anh chị có thể nhìn ngắm đây hình ảnh của hai chú ngựa, một chú ngựa đực ở phía bên trên và một chú ngựa cái ở phía bên dưới đây ạ. Từ phần đuôi của chú ngựa được người thợ chúng em tỉa lên rất là phiêu đây ạ, bay trong gió. Từ phần bầm ngựa, phần hồng mao này được tỉa lên, anh chị có thể nhìn ngắm vô cùng là phiêu bay trong gió, dáng của chú ngựa thì đang tung vó hí. Cả hai chú ngựa được chế tác lên vô cùng là tỉ mỉ. Chú ngựa được ở phía bên trên đây nha, anh chị có thể nhìn ngắm đây ạ, dáng ngựa vô cùng là khỏe khoắn. Từ những phần cơ bắp, phần chân đây ạ, hay khuôn diện của chú ngựa vô cùng là tinh anh, khỏe mạnh, tượng trưng cho sự tự do, phong thoáng và đang phi lên tiến lên phía trước, không chỉ là tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn mà hình ảnh của hai chú ngựa đây đó là tượng trưng cho một sức khỏe phi thường cũng như là sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh chị có thể nhìn ngắm tất cả những chi tiết được đục bóc tách vô cùng là cẩn thận đấy ạ. Được đục ra bóc tách cẩn thận những chi tiết này để cho anh chị nhìn thấy được độ hoàn thiện, độ kỹ cũng như là độ sắc nét của tác phẩm. Và ngoài hai chú song mã ra, phía bên dưới chúng em có chế tác lên đó là phần trung tiền đây anh chị nhá. Phần trung tiền rất là nhiều đồng tiền tài của cải đang rơi ra, nên anh chị có thể nhìn ngắm đấy ạ. Mang lại sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ sở hữu. Những cái phần trung tiền này được người thợ chúng em chế tác lên rất là nhiều đồng tiền vàng ở phía bên ngoài, tượng trưng cho một sự hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy, ấm no, mang lại nhiều tiền tài, may mắn, thịnh vượng, thăng tiến cho gia chủ. Và em xin phép xoay cả mặt đằng sau để cho anh chị cùng nhìn ngắm được tứ diện của tác phẩm này đây ạ. Một tác phẩm rất là nặng và được chế tác trên một phôi gỗ hương ta gia lai, nhưng chị cùng ngắm đây. Mặt đằng sau cực kỳ là đẹp luôn ạ, mặt đằng sau rất là nhiều vân, vân của gỗ hương ta gia lai thì anh chị rất là yên tâm khi trưng chơi, bởi vì dòng gỗ này hoàn toàn là những bộ vân tự nhiên mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng, đẹp không khác gì gỗ cẩm luôn ạ. Những phôi gỗ đẹp nhất, già đanh nhất được người thợ chúng em chế tác và tuyển chọn lên. Hàng này là hàng được tứ diện từ mặt đằng trước ra đến mặt đằng sau đây. Người thợ chúng em đều tỉa lên vô cùng là tỉ mỉ, từ những phần hồng mao, từ những bộ đuôi và cả những đường cơ bắp, những đồng tiền vàng đi ạ, để cho tác phẩm này thêm phần sinh động và sống động hơn, nhưng vẫn giữ lại những phần gỗ, vân gỗ đẹp nhất để có thể giữ lại, đó là phần dưới đế của tác phẩm này đây ạ. Vân gỗ đẹp không thua kém gì vân gỗ cẩm luôn em chị nhá. Tác phẩm với chiều cao là 85, chiều rộng là 46 và chiều sâu là 36. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG913 và em đang giao lưu trị giá chỉ có 7.300.000 đồng. 7.300.000 đồng em bao vận chuyển toàn quốc ạ.
Và anh chị cùng đi gần máy quay này một lần nữa để có thể thưởng lãm chi tiết tổng quan tác phẩm một lần từ trên xuống dưới với em một lần nữa. Hình ảnh của một cặp song mã yêu thương tượng trưng cho hạnh phúc, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu và một mái ấm gia đình. Và anh chị có thể nhìn ngắm, nếu như anh chị trưng bày những tác phẩm này trong không gian gia đình nhà mình sẽ giúp cho cuộc sống vợ chồng hòa thuận, công việc thăng tiến, sự nghiệp và thuận lợi hơn rất là nhiều. Anh chị có thể trưng bày những tác phẩm này trong không gian phòng khách, phòng làm việc hoặc là những nơi mà anh chị yêu thích những tác phẩm từng vô, anh chị có thể trưng bày hoặc là lựa chọn đây làm quà tặng, quà bưu đến cho người thân trong gia đình nhà mình. Và em xin phép qua đến tác phẩm thứ hai để có thể giới thiệu đến anh chị đây ạ. Tác phẩm số 2 em muốn giới thiệu đến anh chị cũng là một tác phẩm song mã nhưng với kích thước, với hình dáng và với chất liệu gỗ khác với tác phẩm số 1. Tác phẩm số 2 này với chiều cao là 85, chiều rộng là 40 và chiều sâu là 22. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG915 và em đang giao đi anh chị. Giá là 9.500.000 đồng, em bao vận chuyển toàn quốc ạ. Anh chị có thể nhìn ngắm đây, chất lượng gỗ mun sừng thì là một trong những dòng gỗ nằm trong top đầu rồi đúng không ạ? Chất lượng gỗ mun sừng thì vô cùng là quý hiếm, cũng như là có màu sắc gỗ màu đen huyền bí vô cùng là sang trọng, đẳng cấp cho gia chủ sở hữu. Sở hữu một phương gỗ màu đen tuyền như này khi anh chị trưng bày trong không gian gia đình nhà mình, bác nào đã sành chơi gỗ rồi thì biết chất lượng gỗ mun sừng vô cùng là bền bỉ và giá trị của gỗ mun sừng thì vô cùng là cao. Để tìm kiếm ra được một khối gỗ to mà chế tác lên được một cặp song mã như này thì thật sự thời gian thời điểm hiện tại thì vô cùng là có giá trị anh chị nhá, rất là khó tìm luôn đấy ạ. Hình ảnh của một cặp song mã bên nương nên chị có thể nhìn ngắm vô cùng là vui đùa, quấn quýt bên nhau, hình ảnh tượng trưng cho những điều hạnh phúc viên mãn. Anh chị có thể nhìn ngắm những phần chân của chú ngựa cái ở phía bên dưới đây chị nhá. Được độ bóc tách cẩn thận, em có thể đưa những ngón tay mình qua để cho anh chị thưởng lãm độ kênh bong của tác phẩm này đây ạ. Và như anh chị nhìn ngắm đây, những cái phần đuôi đây hay là phần hồng mao của chú ngựa được đeo khuôn diện này, cực kỳ là tinh anh, những phần cơ bắp được vân cơ hay là những cái đôi bàn chân hay dạng của chú ngựa này đang tung bò hí lên vô cùng là đẹp, vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Phía bên dưới được người thợ chúng em chế tác lên, không còn là một chung tiền vàng nữa mà đó chính là một cây cầu gậy như ý đây ạ. Cây cầu gậy như ý đó là tượng trưng cho sự vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, với mong muốn là gia chủ sở hữu sẽ có được nhiều ước muốn, sẽ có đạt được nhiều mong muốn trong cuộc sống hàng ngày. Những cây cầu gậy như ý này được người thợ chúng em chế tác châm tỉa di sần lên vô cùng là tỉ mỉ, với mong muốn xung quanh đó là những cái đồng tiền tài của cải, với mong muốn sẽ giúp cho gia chủ thu hút được nhiều vận may, kích hoạt vận may, kích hoạt tài lộc cho gia chủ sở hữu, mong muốn gia chủ sẽ có được nhiều thành công, công việc thăng tiến, thuận lợi khi đặt những tác phẩm này trong gia đình nhà mình sẽ giúp cho vợ chồng hòa thuận hơn, gia đình con cái yêu thương hòa thuận bên nhau. Anh chị có thể nhìn ngắm đây, chất lượng gỗ mun sừng vô cùng là giá trị. Và em xin phép xoay tứ diện một vòng để cho anh chị cùng thưởng lãm đây ạ. Một tác phẩm đẹp từ mặt đằng trước ra đến mặt đằng sau luôn đây ạ, không bén một chút da nào. Một chất lượng là gỗ mun sừng vô cùng là quý hiếm, sở hữu một màu đen huyền bí sang trọng. Ngựa là loài vật to lớn, khỏe mạnh, phi thường, hào phóng và táo bạo, ung dung, tự tại, không trói buộc, lan tỏa cho gia chủ một nồng năng lượng phóng khoáng, vui vẻ và tràn đầy sinh khí. Một vẻ đẹp đục tứ diện từ mặt đằng trước ra đến mặt đằng sau đây ạ. Và như anh chị có thể nhìn ngắm đây, hình ảnh của một cặp song mã uyên ương vô cùng là hạnh phúc, quấn quýt bên nhau, tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Tác phẩm với chiều cao là 85, chiều rộng là 40 và chiều sâu là 22. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG915 và em đang giao cho anh chị. Giá chỉ có 9.800.000 đồng, em bao vận chuyển toàn quốc ạ. Và anh chị có thể thượng lãm đây, đó là toàn bộ tác phẩm được người thợ của chúng em chế tác lên vô cùng là tỉ mỉ. Từ hình ảnh một cặp song mã uyên ương, phía bên dưới đó là một cây cầu gậy như ý. Và những đồng tiền vàng đây ạ cũng được người thợ của chúng em chế tác và sắp xếp lên những cái bố cục vô cùng là hài hòa và cân đối, tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại được sắp xếp tính toán vô cùng là cẩn thận. Anh chị cùng nhìn ngắm tổng quan tác phẩm này một lần nữa giúp em, và em sẽ báo lại cho anh chị đó là về kích thước, mã cũng như là giá tác phẩm để cho anh chị dễ dàng cân đối hơn ạ. Tác phẩm số 2 trong buổi video ngày hôm nay với chiều cao là 95, chiều rộng là 40 và chiều sâu là 22 bao gồm cả kỷ. Nếu như không tính kỷ sẽ có kích thước chiều cao là 75 ạ. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG915 mà em đang giao đi anh chị. Giá chỉ có 9.800.000 đồng, em bao vận chuyển toàn quốc ạ. Và đây là một tác phẩm chế tác trên chất liệu là gỗ mun sừng vô cùng là quý hiếm, sở hữu một màu đen huyền bí, và em sẽ xin phép qua đến tác phẩm số 3 giới thiệu đến anh chị. Tạm biệt tác phẩm số 2, một chất liệu gỗ mun sừng Khánh Hòa vô cùng là quý hiếm, sở hữu một màu sắc sang trọng, thì em sẽ qua đến tác phẩm số 3. Tác phẩm số 3 đây nó là một cặp song mã uyên ương được đứng trên một cái bình hồ lô siêu to khổng lồ.
chế tác trên chất liệu là gỗ cẩm anh chị nhé. Như anh chị có thể biết rồi, gỗ cẩm là một trong những dòng gỗ đi đầu ở Vân, một trong những dòng gỗ sở hữu vân gỗ vô cùng là đẹp. Nếu như anh chị yêu thích những dòng gỗ mà có nhiều vân cũng như là màu sắc sang trọng thì em nghĩ gỗ cẩm là một dòng gỗ anh chị không nên bỏ qua đâu ạ. Tác phẩm với chiều cao là 65, chiều rộng là 50 và chiều sâu là 20. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG9. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG898 và em đang giao cho anh chị giá là 7.500.000 đồng. 7.500.000 đồng em bao vận chuyển toàn quốc ạ, và anh chị cùng đi gần máy để có thể thưởng lãm chi tiết tác phẩm này với em. Dạ vâng ạ, được chế tác trên chất liệu là gỗ cẩm ta gia lai, một trong những dòng gỗ vô cùng là có giá trị, vân gỗ vô cùng đẹp và bắt mắt như anh chị có thể nhìn thấy. Đây là những đường vân mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta, đó là những cái đường vân mà tạo hóa đã ban tặng sự kết tinh của thiên nhiên. Anh chị có thể nhìn ngắm những bộ vân đây hoàn toàn là vân tự nhiên, chúng em không hề can thiệp vào những cái đường vân này mà chúng em chỉ chế tác lên những cái đường nét chạm khắc chi tiết tác phẩm. Như anh chị có thể nhìn thấy hình ảnh của một cặp uyên ương đấy ạ, một cặp song mã uyên ương vô cùng là quấn quýt hạnh phúc bên nhau. Anh chị có thể nhìn ngắm này từng đường nét chi tiết đục của cả ba tác phẩm được người thợ chúng em chế tác lên vô cùng là cẩn thận, kênh mong sắc nét bóc tách từng chi tiết để cho anh chị sở hữu một tác phẩm đẹp nhất, ưng ý nhất cho không gian gia đình nhà mình. Ngoài cặp song mã này ra thì phía bên dưới chúng em có chế tác lên đó là một cái bình hồ lô đấy ạ, một cái bình hồ lô siêu to khổng lồ với mong muốn nó là mang lại được sự bình an, mang lại được sự an lành đến cho gia chủ sở hữu tác phẩm. Ngoài ra được người thợ chúng em chế tác lên rất là nhiều những yếu tố của cái vật chất như là những cái đồng tiền vàng đấy ạ, hay là những cái thỏi vàng như vậy em. Chính bạn được người thợ chúng em chế tác lên vô cùng là cẩn thận. Anh chị có thể nhìn ngắm không chỉ đẹp về vân gỗ mà tác phẩm này cực kỳ đẹp về những cái chất liệu gỗ đây ạ. Những cái chất liệu gỗ vô cùng là giá đanh thì mới có thể sở hữu được những bộ vân gỗ đẹp như thế này. Những phôi gỗ đẹp rồi thì phải giao cho những người thợ có tay nghề thì mới có thể chế tác lên được, đúng không ạ? Và em sẽ xoay tứ diện một vòng tác phẩm này để cho anh chị cùng thưởng lãm. Một tác phẩm đẹp từ mặt đằng trước ra đến mặt đằng sau đây ạ. Vân gỗ ở mặt đằng sau không thua kém gì mặt đằng trước, như anh chị có thể thấy vân gỗ cực kỳ đẹp và cực kỳ là bắt mắt. Dáng của chú ngựa thì rất là phiêu. Phía bên dưới đây như anh chị có thể nhìn ngắm đây ạ, những cái phôi gỗ già đanh lên cả những cái đường chun sụt rồi đấy, anh chị có thể nhìn ngắm gỗ cầm con ấy lên được chun sụt thì phải mất rất là nhiều thời gian đấy ạ. Anh chị có thể nhìn ngắm được vân gỗ rất là đẹp luôn, những cái đường vân chun sụn như anh chị nhìn thấy phải mất rất là nhiều thời gian thì có thể hình thành lên được những cái điểm vân chun sụn, những cái khối gỗ đẹp nhất được người thợ chúng em tuyển chọn và chế tác lên tác phẩm này. Tác phẩm với chiều cao là 65, chiều rộng là 50 và chiều sâu là 20 bao gồm cả kỷ. Nếu như không tính kỷ tác phẩm này sẽ có chiều cao là 56 ạ. Tác phẩm này bên em có mã là mã TCG898 và em đang giao lên chị giá là 7.500.000 đồng, em bao vận chuyển toàn quốc. Và anh chị cùng đi lần máy này một lần nữa để có thể thưởng lãm chi tiết tác phẩm này cùng với em ạ. Tổng thể tác phẩm vô cùng là hài hòa và cân đối, được chế tác trên chất liệu là gỗ cẩm ta gia lai, một trong những dòng gỗ có giá trị cao, chất liệu gỗ thì bền bỉ, vân gỗ thì vô cùng đẹp và bắt mắt. Sở hữu được chất liệu gỗ đã đẹp rồi, đường nét đục của tác phẩm này người thợ chúng em chế tác cũng vô cùng là tỉ mỉ, không chỉ đẹp về nghệ thuật trưng bày mà tác phẩm này còn mang đến rất là nhiều những ý nghĩa trong phong thủy. Em nghĩ đây là một tác phẩm mà anh chị không nên bỏ qua đâu ạ. Dạ vâng ạ, và anh chị cùng ngắm nhìn tổng quan lại ba tác phẩm vừa rồi đã giới thiệu đến anh chị một lần nữa trong buổi video ngày hôm nay. Vâng ạ, vừa rồi tướng độc đáo đã giới thiệu đến anh chị đó là ba tác phẩm song mã được chế tác trên ba chất liệu gỗ khác nhau, đó là gỗ hương ta, gỗ mun sừng và gỗ cẩm để cho anh chị có thể lựa chọn những hình dáng, mẫu mã và kích thước khác nhau, chất liệu gỗ khác nhau. Nếu như anh chị yêu thích tác phẩm nào đừng ngần ngại chụp lại ngay màn hình, liên hệ trực tiếp qua số hotline của chúng em là số 0938 410 333 để chúng em hỗ trợ tư vấn cho anh chị kỹ hơn, đó là về hình ảnh, video, kích thước của những tác phẩm anh chị đang quan tâm ạ. Và cơ sở của chúng em là ở làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Nếu như anh chị gần cơ sở bên em, kính mời anh chị qua cơ sở để có thể tận mắt thưởng lãm những tác phẩm bên em đưa lên giới thiệu với anh chị trong những buổi video đây ạ. Và trong buổi video hôm nay em đã giới thiệu đến chị ba tác phẩm song mã rất là đẹp rồi. Nếu như anh chị có những đóng góp, góp ý hay là anh chị đắn đo gì về tác phẩm này, hãy để lại bình luận để chúng em hỗ trợ tư vấn cho anh chị kỹ hơn về tác phẩm ạ. Và em xin phép tạm dừng buổi video hôm nay tại đây. Đừng quên cho tường độc đáo xin nhấn like, nhấn đăng ký kênh để mỗi khi bên em lên video sản phẩm hay những buổi livestream phát trực tiếp thì anh chị sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên. Dạ vâng, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi video tiếp theo. Xin chào các anh chị ạ.